Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Thanh Quân Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác một bộ hát karaoke cũng như cái nhạc với tổng trị giá là 17 triệu, bao gồm các thiết bị sau. Thứ nhất, đó là một chiếc máy lưng tiếng có model là SE1200 đến từ thương hiệu Lắc. Thì đây là một dòng sản phẩm chính hãng do công ty Lắc sản xuất. Thiết bị thứ hai, đó là một chiếc vang cơ lai số cao cấp nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, có thể đánh bại cả gang Gleputin. Đó là chiếc TD Acoustic T8. Thì dòng này có cổng quang, có cổng Cosion và có dì bật số, có đề ly số, có dì bật số, có khả năng chống rú rít cực tốt cho âm thanh hay, chắc và bay. Anh Nguyễn kết hợp với một cục đẩy đến từ hãng TD Acoustic, đó là LA550H. Thì đây là những thiết bị chính hãng mới tinh 100% và một chiếc mic KTV có model là Q138 do công ty KTV cung cấp, và dòng mic này là một mic có dây dụng hai lớp côn và dây dài 5m, dây ngọc. Anh Nguyễn phối hợp với đôi loa Pquay đến từ thương hiệu USA, và đôi loa này do trực tiếp Trung Quốc sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng mắt 30 gân lụa tẩm dầu xét cái titan, dòng 50 tinh cho tiếng âm rất là đều dải, thùng vỏ gỗ và sơn sần bóng rất là đẹp, công suất nó từ 500 đến 1000W, rất là khỏe, mát 30 gân lụa tẩm dầu và xét cái titan. Dòng loa này có thể hát tốt, nghe hay, nó thể hiện rất tốt các dòng nhạc. Bây giờ anh sẽ mời các bác nghe một bài karaoke thực hiện từ một cái đôi loa Pquay này. Pquay có model là P12. Bác ơi, cùng em trải nghiệm bộ hát này. Đây trên thông số của nó, Pquay P12, công suất nó là 500 đến 1000W, lời trở 8 ôm. Em phải tắt này, nghe hết nhạc không nhá. Hết nhạc này, đánh đúng một đôi thôi, được chưa? Thực hiện trên một đôi loa, giá là 17 triệu, rất là ok. Một bản karaoke thôi nhá. Đôi loa Pquay Made in Luna có một đen là P12, công suất từ 500W đến 1000W, cái mắt cực sâu luôn. Gió lạnh lại buồn ơi, bao nhiêu nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến ai. Phút gần rồi nay thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm ngắm xa chân trời, mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi, chớ quên ngày mai đã có em chờ anh, chung xây đẹp đi đời tương lai, em trên môi yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao xuyên mới vòng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem niềm thương cho người, người đợi chờ anh. Quý vị và các bạn đã được nghe đôi loa Pquay có một đây là Made in Luna, tường bắt 30 cân được gặp dầu và chiếc đèn đàn, tiếng bắt rất lực căng và sâu, tiếng rất sáng và giòn. Các bạn cụ đẩy chính hãng Telecotic là 50 một vang tê tám, một máy được tiếng lắp. Khuya nay anh đi rồi,
tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung say đẹp ý đời. Tương lai em trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới thương vòng để mà vui. Quyền nay anh đi rồi đem chi trai xây đời đem nên thương cho người người đợi chờ anh ơi đem chi trai xây đời đem bên thương cho người người đợi chờ anh ơi. Hay quá, bye bye. Xin cảm ơn các anh chị chung quen nhá. Vì nghèo mà tôi giờ đây mất anh rồi. Vì nghèo mà tôi đứng côi bước trong đời. Người đây.